Gia đình anh Tẩn Láo Sử ở thôn Láo Vàng, xã Phìn Ngan nằm ở phía dưới ta luy dương nên địa chất yếu, có hiện tượng rạn nứt. Thêm vào đó, con suối cạnh nhà chỉ cần mưa to kéo dài một vài tiếng là nước dâng lên ngập nhà. Thì mưa lũ nó to nó vào nhà mà nguy hiểm, sợ nó trên kia mưa to quá nó sạt xuống là lấp phát là xong. Mong chính quyền địa phương là có chỗ nào bố trí cho cái nền con di chuyển càng nhanh càng sớm càng tốt. Huyện Bát Sát có 232 hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng và tác động bởi thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Trong đó có 57 hộ ở vùng nguy hiểm cần được di chuyển gấp, đã được huyện sắp xếp tái định cư xen ghép xong trước mùa mưa bão. 70 hộ dân khác hiện đang sinh sống ở khu vực tiềm ẩn, có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đang chờ được bố trí sắp xếp chỗ ở tại các công trình, dự án triển khai thực hiện. Chính quyền địa phương xã là phân công cán bộ công chức trực 24/24. Và khi mà có mưa lớn xảy ra thì cũng khuyến cáo với bà con nhân dân trên các hệ thống loa truyền thanh của xã là bà con nhân dân là khẩn trương trú tránh về nơi an toàn. Còn đó những khó khăn trong công tác phòng chống thiên tai ở huyện Bát Sát, nhưng cấp ủy chính quyền các cơ quan chuyên môn địa phương vẫn đang nỗ lực cố gắng ở mức cao nhất để có thể đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, nhất là khi mùa mưa bão về. Trong hai ngày 1 và 2 tháng 8 vừa qua, tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đã tiếp nhận 7 bệnh nhân với các triệu chứng lâm sàng như đau đầu, tức ngực, khó thở, chóng mặt, tê bì chân tay, kèm theo đau bụng vùng quanh rốn, một số người buồn nôn đi ngoài. Hiện hai bệnh nhân đã được chuyển lên tuyến trên để cấp cứu lọc máu, 5 bệnh nhân còn lại đang được theo dõi điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy. Tất cả các bệnh nhân đều trú tại khu phố Tây Bắc, huyện Yên Thủy, trong 3 gia đình đều ăn bọ xít rang không rõ nguồn gốc. Các bác sĩ khuyến cáo đây là bài học cảnh giác cho mọi người, không nên ăn các loại côn trùng chưa rõ nguồn gốc đặc tính, dễ dẫn đến ngộ độc ảnh hưởng tới sức khỏe.